Rồi, hôm nay mình sẽ làm sên cam của chiếc RSX. Đời này là 2010, 2010 mấy á, 2011 vậy đó. RSX bô nhỏng nè, nồi xài chảo. Thì mình sẽ làm cái sên cam nha anh em. Thì xe này banh sên cam rồi nè, trước khi là tháo ra mình sẽ nổ máy cho anh em nghe thử nha. Dặn nghe tay. Nổ máy nghe cái rồi làm nha. RSX bản số 60. À, nổ máy nghe nè. Bớt rồi. Đó thì cái này là mình sẽ kiểm tra dàn sên cam với bánh đỡ rồi luôn nha. Rồi tháo ra có gì mình quay lại clip để anh em. Thì đây là mình sẽ thay cho anh trai này là tăng cam VIP luôn nha. Tăng cam VIP luôn. Ok. Đỡ lâu. Rồi xe của em này nha, cách xin Hoàng Vũ. Xe của cách xin Hoàng Vũ. Chiếc rồi SX của em trai cách xin Hoàng Vũ này mình sẽ nè, thì bánh tăng cam không có bể nhưng mà mình sẽ thay bánh VIP luôn cho nó bền nha. Rồi với lại sên cam dùng nè, đè mua đang chất nữ ở trên dưới gần đụng nhau rồi sơn tinh thủy tinh. Rồi nha, tháo ra thay bánh xu lồng nữa là được rồi. Rồi, như vậy là im rồi nha, rồi chỉnh cơ cấu ống sáo là nó sẽ im thôi. Rồi vậy đi. Rồi mình sẽ thay cho chủ xe là một cái cần tăng cam VIP nè. Không có răng nha. Đó, này là không có răng nè, đó. Đồ zin luôn nha anh em. Zin của Honda. Zin của Honda nhưng mà mình chế lại nha, chứ không phải là win cái cần này nha. Nói là quay. Rồi một cái bánh xun lồng. Tại một cọng sên cam đây đây. Rồi nha, để vô coi im không nha. Đó, rồi vô đây cái bộ của anh RSX nè. Rồi chuẩn bị cho Tài Hoàng Đạo gắn vô nha. Thì Tài Hoàng Đạo nghỉ mà người ta xuống sửa xe người ta hỏi quá trời. Đây cần thằng em biết KVB đàng hoàng nha. Rồi nãy này gắn tăng cam VIP rồi nè anh em ơi. Đây im luôn nha. Đó, bánh xù lồng được thay hết rồi đó. Chút nữa nổ máy lại cho anh em nghe nha. Chiếc RSX nè. Rồi xe quay RSX của anh trai này sau khi xong để nổ đài máy rồi im không nha. Nè. Đó rồ ga coi tài. Đang nổ ga ti anh em ơi. Chiếc ống bánh xù lồng cho. Chạy đồ cho anh em. Đó. Rồi anh em nào mà có làm tăng cam VIP gì á là của Future 125 rồi của quay S110 này là mình có hết nha. Rồi mình kết thúc xe quay S110 ở đây nha. Rồi rồi rồi, rồi bịch bô lại im ru rồi, khỏi bịch bô luôn cũng im nữa. Nè đang nổ máy nè. Đó. Im cực kỳ luôn nha. Rồi vậy thôi nha, mình kết thúc video nha.